kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Lâm Đồng tuyên nông sản lên sàn thương mại điện tử. Hòa Bình thi đua để lan tỏa các mô hình, điển hình tiên tiến ở huyện Lạc Thủy. Đà Nẵng đảm bảo an toàn khai thác hải sản mùa biển động. Quảng Trị nhiều tuyến đường xuống cấp sau khi thi công điện gió. Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của các chuyên gia, chung cư sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo về sức mua trong năm 2022 và phân khúc đất nền sẽ tăng giá tại những khu vực có đầu tư công. Năm 2021, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước nhưng giá bất động sản vẫn tăng. Tại Hà Nội tăng khoảng 5-7%, trong khi thị trường nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng 7-9%. Nhu cầu mua bất động sản để đầu tư tiếp tục tăng cao trong 1-2 năm tới. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, dù dịch bệnh vẫn còn nhưng giai đoạn khó khăn nhất của thị trường đã qua. Bức tranh thị trường bất động sản năm 2022 sẽ lạc quan hơn khi các hoạt động kinh tế phục hồi trở lại. Giá bất động sản sẽ tiếp tục xu hướng đi lên bởi nhu cầu nhà ở của người dân tại các đô thị lớn là rất cao. Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến thị trường lao động thời vụ gặp nhiều khó khăn, mới đây Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 18 năm 2021 về quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động là các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công, đặt hàng. Đặc biệt trong đó có quy định tăng số giờ làm việc làm thêm tối đa. Thông tư 18 nêu rõ, đối tượng áp dụng là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn, có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, và hợp đồng lao động không xác định thời hạn làm công việc sản xuất có tính thời vụ trong ngành nông lâm ngư diêm nghiệp, đòi hỏi phải thu hoạch ngay sau khi thu hoạch, phải chế biến ngay, không để lâu dài được. Gia công hàng theo đơn đặt hàng, bị phụ thuộc vào thời điểm chủ hàng yêu cầu. Đặc biệt, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày không quá 12 giờ, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 72 giờ và một tháng không quá 40 giờ. Thực sự em chỉ là lao động thời vụ, đặc biệt là dịch, nên việc ký hợp đồng lâu dài sẽ rất khó vì các doanh nghiệp hay cắt giảm nhân viên. Nên việc tăng thời gian làm việc lên thực sự là tin mừng đối với em, vì như thế em mới có thu nhập bù đắp những cái lúc mà do nghỉ dịch. Tôi nghĩ rằng cái chính sách lập thêm giờ này thì nó mang tính chất là tình thế đấy, thì cái đấy là cần thiết. Mà đối với nước ta thì trong bộ luật lao động thì cũng phải khống chế cái giờ làm để đảm bảo cho người lao động được tái sức sản xuất. Thì tôi cho rằng là cái này thì mang tính chất giải pháp tình thế thôi. Đấy, còn cơ bản vẫn là theo bộ luật lao động. Ngoài ra, các chuyên gia kinh tế góp ý, việc tăng thời gian làm thêm giờ cần gắn thêm nội dung quy định về tiền lương. Người lao động làm thêm chủ yếu là do nhu cầu tìm kiếm thu nhập. Vì vậy, nếu tiền lương không thỏa đáng, sẽ dễ xảy ra các mâu thuẫn phát sinh không đáng có giữa chủ lao động và người lao động. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước, gây khó khăn cho tiêu thụ sản phẩm nông sản, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông sản qua các sàn thương mại điện tử và đã góp phần quảng bá tìm đầu ra cho nông sản địa phương. Đến nay, Lâm Đồng đã triển khai từ 155 cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản của tỉnh lên 2 sàn thương mại điện tử. Đó là vosò.vn và postmark.vn với gần 200 sản phẩm các loại, chủ yếu là các sản phẩm chế biến như các loại hạt, cà phê, trà, cacao, linh chi, nước ép, hồng, các loại trái cây tươi như sầu riêng, chuối bơ. Đồng thời có khoảng 15 hợp tác xã doanh nghiệp đã tham gia cung cấp combo nông sản cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh, từ đó hỗ trợ tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản khó tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Lâm Đồng cũng đang xây dựng và dự kiến đầu năm 2022 ra mắt sàn thương mại điện tử Nông sản Lâm Đồng nhằm phát triển hệ thống chợ thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn. Qua đó thay đổi thói quen của người tiêu dùng đang chủ yếu mua bán thương mại theo phương thức truyền thống sang phương thức mua bán trực tuyến thông qua chợ thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Năm 2021, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã diễn ra sôi nổi rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nội dung và hình thức thi đua ngày càng đổi mới, phong phú và đa dạng, góp phần nhân rộng, phát huy tốt vai trò của các mô hình điển hình tiên tiến ở cơ sở.
Năm 2021, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình có 4 mô hình điển hình tiên tiến được lựa chọn biểu dương trong phong trào thi đua tỉnh Hòa Bình. Các mô hình đều đạt các tiêu chí về thu nhập hộ gia đình, đơn vị sản xuất, tạo công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, các hoạt động công tác từ thiện nhân đạo an sinh xã hội đối với địa phương. Đối với mô hình nuôi bò sữa ấy, thì cái này là nuôi bò sữa sản xuất theo một tiêu chuẩn quy trình khép kín và được ký bao tiêu sản phẩm. Hiện nay cái mô hình này thì đã được hộ gia đình là triển khai khá là lâu. Thế là mô hình này hiện nay đang nhân ra trong xã và trong toàn huyện. Nhưng bên cạnh đó thì cũng đồng thời đảm bảo cái bảo vệ môi trường trong cái lĩnh vực mà phát triển cái mô hình bò sữa này. Những mô hình điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua đã góp phần lan tỏa những cách làm hay, mô hình mới trong cuộc sống cộng đồng. Cùng với đó, hàng năm, các ban ngành đoàn thể và các địa phương trong toàn huyện đã xây dựng và lựa chọn các nhân tố tích cực có sức lan tỏa rộng rãi, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Thời gian tới, huyện Lạc Thủy tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, từ đó tạo sức lan tỏa của các điển hình. Mùa biển động từ đầu tháng 10 đến tháng 3 dương lịch năm sau, đây là lúc thời tiết bất lợi nhất trong năm, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của ngư dân. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai trong thời điểm này, Đà Nẵng đang tích cực phối hợp với các đơn vị đảm bảo dự báo sớm, kịp thời thông tin đến ngư dân để ứng phó. Tranh thủ những ngày biển động, ngư dân Lê Em, quận Sơn Trà đang sửa chữa ngư lưới cụ chuẩn bị cho chuyến đi biển tiếp theo. Với hàng chục năm kinh nghiệm, ông và bạn tàu đều tự tin mỗi khi vươn khơi, nhất là hiện nay đã có sự hỗ trợ tích cực từ phía các đơn vị chức năng. Kinh nghiệm mình lo, ví dụ trời trường hợp ít có trời động thì mình chạy vô, mình nhiều có mình thấy giữa thời tiết mình lo. Rồi anh em đồng đội mình nó trên biển nó điện qua lệ nói chuyện là khi đi gió bổ rồi thay giữa thời tiết là mình tránh, cũng người biển cũng có một cái nguy hiểm với mình, nhưng mà cái môi sinh mình chấp nhận thôi. Trời là nói chung là thời tiết đồ ấy đồ thiên văn đồ họ bố cũng rõ rồi, cho nên là đi cũng người dân đi chúng tôi đi cũng an toàn. Thời gian qua, nhiều chủ tàu ở Đà Nẵng đã chú trọng đầu tư nâng công suất tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ và lắp đặt các thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động khai thác xa bờ. Bên cạnh đó, để hỗ trợ và đáp ứng yêu cầu khai thác thủy sản mùa biển động cho ngư dân, các cơ quan chức năng tích cực cập nhật thông tin tình hình thời tiết, hạn chế nguy cơ gặp nạn trên biển. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo cho chi cục thủy sản phối hợp với là ban quản lý eo thuyền Thọ Quang, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thường xuyên liên lạc và khuyến cáo các cái tàu mà hoạt động khai thác thủy sản trên biển khi có áp thấp nhiệt đới, khi có thiên tai bão xảy ra để bà con tìm cách tìm cái vùng nguy hiểm, tránh cái hướng bão và khẩn trương vào bờ hoặc là nơi trú ẩn an toàn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đường hoa Nguyễn Huệ và lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi trong dịp Tết Nguyên đán của người dân thành phố Hồ Chí Minh vừa được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch, tổ chức và thời gian hoạt động. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ trong 7 ngày từ ngày 29 tháng 1 năm 2022 đến ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức từ 27 tháng Chạp âm lịch đến hết mùng 4 Tết, và lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần với chủ đề Xuân quê hương ấm tình nhân ái. Lễ khai mạc đường sách Tết Nhâm Dần sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ và đường hoa Nguyễn Huệ sẽ khai mạc vào lúc 19 giờ cùng ngày 29 tháng 1 năm 2022. Trong thời gian diễn ra lễ khai mạc từ 16 giờ đến 22 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2022 sẽ tạm dừng toàn bộ lưu thông xe trên các đoạn đường liên quan giao với đường Nguyễn Huệ. Thực hiện nghị quyết số 116 của Chính phủ và quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố đã triển khai hỗ trợ cho người lao động. Mọi thủ tục đều được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Bình Định là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng do đại dịch COVID-19, khiến các doanh nghiệp, người lao động gặp nhiều khó khăn.
Ngay sau khi có nghị quyết 116 của Chính phủ và quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định đã dồn mọi nguồn lực kịp thời thực hiện chính sách với thủ tục đơn giản nhất, người lao động đã kịp thời nhận được tiền hỗ trợ. Tiền bảo hiểm sức khỏe thất nghiệp cho tất cả người lao động đóng bảo hiểm, cho nên là cũng đỡ phần nào cuộc sống khó khăn của công nhân. Làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn Finetech Việt Nam, mới đây anh Nguyễn Văn Tiến và chị Nguyễn Thị Thu đã được Bảo hiểm xã hội thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam chuyển khoản 2,4 triệu đồng một người theo nghị quyết 116 của Chính phủ. Trong lúc khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, số tiền này có ý nghĩa rất lớn đối với anh chị. Em cảm thấy rất là phấn khởi và vui mừng bởi vì cái số tiền này nó giúp đỡ cho bọn em rất là nhiều trong cái quá trình mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam, cả tỉnh có 134.000 người lao động trong diện được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số tiền hỗ trợ người lao động là hơn 300 tỷ đồng và khoảng 74 tỷ đồng giảm trừ cho đơn vị sử dụng lao động. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam đã giải quyết cho trên 97% người lao động trong diện được nhận hỗ trợ với tổng số tiền trên 280 tỷ đồng. Còn tỉnh Bình Định cũng thực hiện giảm tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong vòng 12 tháng với tổng số tiền hơn 51 tỷ đồng. Ngay sau khi mà Bảo hiểm Việt Nam có công văn chỉ đạo thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã thành lập ngay ban chỉ đạo thực hiện cái nghị quyết 116 cũng như quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Và với phương châm là làm thế nào để giải quyết nhanh nhất, an toàn nhất và chính xác nhất cho người lao động. Và để đạt được cái kết quả này thì hơn một tháng vừa qua, công chức, viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã không quản ngày đêm tích cực đi làm để thực hiện cái gói hỗ trợ này. Việc chính sách hỗ trợ của Chính phủ được triển khai nhanh chóng đã phần nào giúp người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, là nguồn động viên rất lớn để họ yên tâm đồng hành cùng với doanh nghiệp duy trì sản xuất vượt qua đại dịch. Thu phí rác thải theo khối lượng, quy định mới về giấy phép môi trường không thu gom rác thải không được phân loại là những điểm mới trong luật bảo vệ môi trường năm 2020 chính thức có hiệu lực vào năm 2022. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu mô hình thu gom phân loại xử lý rác thải ở xã Ông Đình, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nhận thức về tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống, sức khỏe của con người, năm 2017, Hội Phụ Nữ thôn Tiền Phong, xã Ông Đình, huyện Khoái Châu triển khai thực hiện mô hình phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn. Bước đầu đã gặp không ít khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là do người dân chưa có thói quen phân loại rác. Nhờ kiên trì với phong trào, đến nay mô hình đã đạt được hiệu quả cao. Cái khó khăn để mà tuyên truyền cho người dân thì người ta bảo cái này là cái gì? Thế thì chúng tôi phải thực tay chỉ việc, phải đến từng nhà hướng dẫn người ta làm từng hộ một để làm thì cái hiệu quả của nó rất là cao. Cái nào mà để làm phân được thì là tôi đổ vào hố, thì để về sau này là tôi làm cái phân để là trồng hoa, còn cái chai cái nọ nhựa đấy thì là tôi dồn vào để chị chi trưởng vào lấy để bán để lấy cái tiền cho những người hoàn cảnh khó khăn. Ngày trước tôi đi thu gom một thôn thì là được 12 xe, thì bây giờ chị em phụ nữ thực hiện phân loại từng thứ một ra thì bây giờ chúng tôi chỉ còn 6-7 xe thôi. Vào ngày 9 hàng tháng, chị chi hội trưởng phụ nữ thôn sẽ đến từng nhà thu gom rác thải nhựa, phế liệu được các hộ phân loại. Số tiền thu được dành hỗ trợ cho các hội viên khó khăn. Từ số tiền thu được trong 4 năm qua, chi hội thôn Tiền Phong đã giúp đỡ quay vòng cho 10 hộ nghèo với tổng số tiền 170.000 một tháng một hộ. Mô hình phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn đến nay đã lan tỏa 3/3 thôn của xã Ông Đình. Một việc làm nhỏ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức, cải thiện môi trường sống xanh của người dân và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến kiến nghị của cử tri tại tỉnh Ninh Thuận về việc bị ảnh hưởng nứt nhà dân tại dự án mở rộng quốc lộ 1A theo hình thức BOT, cơ quan chức năng cho biết sẽ xử lý đền bù cho người dân trong quý 1 năm 2022 này. Theo đó, cơ quan chức năng của Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên BOT Ninh Thuận và Ủy ban Nhân dân các huyện thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã vào cuộc và sẽ cố gắng đền bù dứt điểm cho người dân vào quý 1 năm 2022.
Bộ Giao thông Vận tải giao cho Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông chủ trì giải quyết. Việc công trình thi công và đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn chưa giải quyết đền bù cho người dân là một việc tắc trách, cần phải xử lý dứt điểm trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã phê duyệt chi phí bồi thường khoảng 7,7 tỷ đồng. Tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, nhiều dự án điện gió trong quá trình thi công đã mượn đường liên thôn, liên xã để vận chuyển thiết bị, siêu trường, siêu trọng, gây hỏng đường, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Hiện các dự án điện gió này đã hoàn thành nhưng đường xá vẫn chưa được khắc phục hiện trạng như ban đầu. Tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn xã Tân Liên thuộc huyện Hướng Hóa này đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn bị lún, nứt vỡ lớn, tạo thành ổ gà đọng nước sâu. Đây là hậu quả do các dự án điện gió để lại từ việc vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng. Điện gió khỏi chứ chạy vật liệu quá nhiều đi, khỏi chứ lên cái mấy tháng mới chứ khỏi chứ đường ăn xuống cấp đi chất trước tên là đường khỏi chứ khu hư. Đấy là dân nhà và người đều là đấy là phản ứng là tại vì là quả bụi sẽ chạy ngay cả đêm. Còn vào một bữa mà khi công trình điện gió đã chấm dứt rồi á, thì làm con đường thì nhưng mà người biết đó, đường thì nước ngập đấy. Vừa lụn sâu thế, một lên mà xe mà chạy ngang qua là nước là bay vào tận trong nhà. Trong năm 2021, nhiều dự án điện gió được huyện Hướng Hóa cho phép sử dụng hàng chục km đường trên địa bàn để vận chuyển thiết bị thi công. Hiện nhiều tuyến đường đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng như đường Tân Liên Thuận, La Bảo, Hướng Phùng, Hướng Tân, Hướng Linh, đường lên đỉnh Cù Vờ, đường Hùng Vương, thị trấn Khe Sanh. Đáng lo ngại, hiện nhiều dự án điện gió đã hoàn thành nhưng công tác khắc phục sửa chữa đường vẫn chưa thực hiện. Huyện cũng đã có văn bản và đã tổ chức làm việc và phía các nhà đầu tư đơn vị thi công đều có cái cam kết. Tuy nhiên trong thời gian vừa rồi thì trời trời đang còn mưa nên họ chưa triển khai được. Và trong dự kiến tuần này huyện sẽ có một phiên làm việc với các cái đơn vị ấy để đốc thúc. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có trên 20 dự án điện gió, trong đó 18 dự án đã đi vào hoạt động. Hầu hết các dự án nằm trên địa bàn huyện vùng cao Hướng Hóa. Thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tiến thẳng lên hiện đại, những năm gần đây, ngành kỹ thuật cảnh sát biển đã được quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng, lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, nâng cấp, cải tiến vũ khí, trang bị, đảm bảo tốt phương tiện cho các lực lượng thường xuyên ứng trực tuần tra, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Là một trong số những con tàu hiện đại nhất trong đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam, tàu CSB 8004 thuộc Hải đội 101, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn, bảo vệ tài nguyên, phòng chống ô nhiễm môi trường, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Kể từ khi chính thức đưa vào hoạt động, tàu CSB 8004 đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó nổi bật là nhiệm vụ đối ngoại của Cảnh sát biển. Tàu CSB 8004 là tàu đa năng, có thiết kế tiên tiến, hiện đại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, Cảnh sát biển Việt Nam cũng được trang bị máy bay tuần thám với nhiều trang thiết bị kỹ thuật hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều nội dung giải pháp, chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền, tiếp tục hoàn thiện về tổ chức, biên chế, tập trung đầu tư xây dựng lực lượng cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Việc trang bị những tàu cảnh sát biển hiện đại đánh dấu bước phát triển của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự an toàn trên biển cũng như các điều kiện quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa. Thì trên vùng biển ở Việt Nam cũng như trên vùng biển quốc tế luôn tiềm ẩn những việc là xảy ra như cướp vũ trang, củng cố của vũ trang, thế rồi những tội phạm xuyên quốc gia trên biển, thế thì cần phải trang bị cái vũ khí, trang bị các cái trang thiết bị cho cảnh sát biển. Cùng với việc đầu tư phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật không chỉ tăng cường khả năng hoạt động xa bờ, đáp ứng yêu cầu quản lý vùng biển nhanh chóng, chính xác, hiệu quả trong tình hình mới, lực lượng cảnh sát biển còn hiện đại hóa về mặt tổ chức, con người, hiện đại hóa để phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc và kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, chứ không để phô trương hay chạy đua vũ trang. Hiện đại hóa trang bị phải coi trọng việc đồng bộ theo chủng loại giữa các lực lượng được hiện đại, nhất là các trang bị liên quan đến thông tin, trinh sát, chỉ thị, mục tiêu sử dụng trong chiến thuật tác chiến. Có như vậy mới phát huy hiệu quả của trang thiết bị hiện đại và sức mạnh của vũ khí thiết bị kỹ thuật trong hiệp đồng tác chiến quân binh chủng, bảo đảm khoa học và tiết kiệm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.